Manchester United mất nhiều trụ cột trong trận đại chiến với Sevilla. Manchester United sẽ không có sự phục vụ của Marcus Rashford và Scott McTominay ở cuộc đối đầu với Sevilla tại Europa League vì chấn thương. Luke Shaw cũng không kịp trở lại. Alejandro Garnacho, Donny van de Beek và Tom Heaton là các trường hợp nghỉ thi đấu dài hạn. Sự vắng mặt của Rashford, Shaw và McTominay là tổn thất lớn của đội chủ sân Old Trafford. Mùa này, Rashford đã ghi 28 bàn và là chân sút số 1 của MU. Trong khi đó, Shaw là vị trí ổn định bậc nhất hàng thủ quỷ đỏ, còn McTominay đang đạt phong độ cao. Bù lại, sự trở lại của Casemiro giúp huấn luyện viên Erik ten Hag giải quyết bài toán tuyến giữa. Bên cạnh đó, Christian Eriksen đã sẵn sàng để đá chính trước Sevilla. Thầy trò ten Hag chưa từng thắng Sevilla ở Cúp châu Âu. 3 năm trước, quỷ đỏ thua Sevilla 1-2 ở bán kết Europa League. Trước đó, tại Champions League 2017-2018, MU hòa Sevilla ở trận lượt đi vòng 1/8, sau đó thua 1-2 trên sân Old Trafford.